Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nguyên chuẩn bị. Ngọc Nam
chân thành gặp chuyên mô của Lan quý vị. Hoàng Kim gặp Phan Đình của 77 chuẩn bị. Trận số 16 là Phạm Bình của đội Quyền Lan gặp Quốc Việt Tân Nguyên ở lượt thứ 2 nha. Rồi. Xin hỏi mấy anh em của đội 77 có bay không nha? Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi. Hình như là em phải có
tính tôi nói mất mình cũng sống cho tôi vô luôn mà mình không đi hành em đã chờ Cảm ơn các bạn.
À, xin hỏi bạn Phú với Đại ở đây kìa. Không ăn
Xin thông báo lượt trận tiếp theo Quảng Phú Chí Tài gặp Đình Thảo Văn Phú. Anh em có mặt chuẩn bị sẵn nha. Trận số 12 Văn Như Thanh Đức 3 Trung Nhà Tân Nguyên. Anh em bên Tân Nguyên có mặt chưa? Trận số 14 Ngọc Nam của Trân Thành gặp Tư Nô của Đơn Vị Tân Bộ Lan. Chuẩn bị thêm nữa. Bây giờ là vô đông rồi mà lá thăm mạnh.
em là đi sau khi kết thúc trận đấu ha, liên hệ với anh giúp đóng lời khán giả cho mình. Còn đối với những trường hợp anh em đi chung với đại team của câu lạc bộ hay là trưởng đoàn gì đó thì liên quan đến sau. Okay.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thân một cái ức à? Thank you.
Anh em kết thúc trận đấu cứ liên hệ với kỳ đóng đại phí nha. Bàn số 2 là Ngọc Nam chân thành gặp Tư Vô. Anh Nam chân thành ở đây à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên cho bên thằng Châu nha. Đừng có được. Nghĩ cho được. Lấy cái gì? Bỏ ràng nha mà. Tới cuối tháng là âm kêu. Bơm nước cũng làm để anh xử lý cho. Em ơi. Dạ. Anh Lâm ơi. Anh Lâm muốn đổ này. Anh Lâm có thể có xử lý được sửa được không? Anh nghiêng muốn đổ này. Rồi.
I
Alo. Ban tổ chức thông báo các anh chị nào vừa mới đánh xong và chưa có đóng tiền giả thì lại bán tiền giả cho em nha. Bàn số 4 là anh Tuấn Duy, câu lạc bộ 79, là anh Nhân, câu lạc bộ 89, chuẩn đi ạ. Bàn số 4. Thank you.
Mày trái rồi hả?